Đồ nghề Nhật Bãi Vĩnh Phước xin kính chào anh em. Chúc anh em mạnh khỏe, vui vẻ mấy ngày lễ, hạnh phúc và bình an. Hôm nay 30 tháng 8, mình có một ít đồ nghề báo giá công khai với anh em. Anh em thấy thích món nào phù hợp với công việc của mình thì chốt theo mã số và liên hệ qua tin nhắn hoặc điện thoại 0918 249 643. Hình thức mua bán bên mình là chuyển khoản mình bao ship. Ship COD là mấy anh chịu từng ship. Còn nếu cọc á, thì phải, còn nếu như ship COD số tiền lớn á, là phải cọc tiền ship mình mới gửi máy được nha. Xin cảm ơn. Mã số 1 là hai lưỡi mài hợp kim nha. Đường kính là 150, lỗ cốt là 12 ly 7. Cái này thích hợp gắn 12 ly 7 với lại lỗ cốt 10 ly, gắn lòng nhựa vô nha. 260k. Cái này là độ mịn, độ nhuyễn của nó là 800 nè. Lỗ cốt 12 ly 7, đường kính này là 150 nha. Còn này độ nhuyễn của nó là 320. Hai lưỡi về là 260. Mã số 2. Đường kính là 120, lỗ cốt 15, 120k, 60.000 lưỡi nha, lưỡi móc gảnh đảo. Không mẻ ra nào. Không mẻ luôn nha. Mã số 2. Mã số 3 là một máy mài khuôn, máy mài do 220V, 1.7A, 490k. Máy này 1.7A, nhân 2 lên là 34. Cái này là khoảng 350 dòng, 350W nha. Máy này là 350W, 1.7A, điện 2A 22 LV nha. Cho phép là 240V, 50-60 hạt, 24.000 dòng trên phút. Made in Korea, chính hãng của Hàn Quốc nha. Công tắc đuôi, máy chạy im ru, có cái mũi mình gắn vô luôn nè. Anh nào không lấy mũi thì 470, lấy mũi là 490. Điện áp 220. Máy chạy ru bao không có lửa nha, lửa ngắn nha, bao luôn. Mã số 3. Máy chạy nhắm gung, mã số 4, 100V, 160W, 320k. Makita. Bật về cái về là gậy ngắm vô nha. À bây giờ là điện áp 100V nè. Điện áp 100V nha. Chỉ có một máy 220 nè nha mấy anh.
320k. Một máy massage công suất lớn nha. 100W. 100W 490k mà số 5. Máy này lâu lâu mới có một máy mà công suất lớn á, lâu lâu mới có một máy nha. Riêng của nó là chỉ có một công tắc vậy thôi nha, một chế độ một. Này mấy anh mà làm cà phê á thích mua lắm, nó mạnh lắm. Để sàn rung cà phê phân loại lớn nhỏ hay là sàn gác gì đó mấy anh chế. Mấy anh làm cà phê thích mua lắm. Này massage bụng massage lưng là bá phát, mạnh lắm nha. 100W mạnh lắm. 490. Một chế độ một. Máy mài hai đá Sinco mã số 6. 100W. 145W 800k. Máy này mình sơn lại nha. Sơn màu cam, zin theo máy là màu cam. Viên đá này nhuyễn hơn viên đá đá cam luôn nha. Nó có mẻ chút xíu à. Mẻ xíu. Mình tính sửa đá luôn rồi nhưng mà thấy nó hao đá uổng. Mẻ chút xíu không có nhầm hết mài được luôn nha. Mình sửa phẳng thôi à. Phẳng nè, viên đá còn mới xài ít lắm, mòn ít lắm nha. Đá này nhuyễn hơn viên đá cam luôn, rất là nhuyễn. Sửa hết cái này thì được nhưng mà nó hao đá uổng quá, để về mài vẫn được nha. Nó đã có mặt phẳng rồi. Và một lưỡi hợp kim để mài lưỡi cưa. Tem đẹp lắm nè, Sinco. Một đá 150. 145W. 145W. Sợi dây ghim đẹp luôn. Máy đẹp à. Cử đầy đủ nha. Chạy em gu. Lưỡi này chiên để mài lưỡi cưa. Nói chung là mài thép cứng nha mấy anh. Thép cứng là mài nó ăn rất là ngọt. Thép cứng đưa vô là ăn ngọt sớt hết. Có mấy anh chế mấy cái máy gì gắn vô, tưới nước vô nha. Tưới nước vô xài còn đã nữa. Tưới nước vô mài nó còn bóng hơn nữa nha. Máy này chớm dữ lắm. Lúc trước mình bán mấy máy này 750 mà bây giờ mua mắc quá mấy anh ơi, phải lên giá 800 nha. 750 bán 750 không có lời, tốn công nhiều quá. Mã số 7. 1 máy cắt góc. 100W. 1050W. 1.1 triệu nha. Lưỡi cắt gỗ hả ma. Đang ngắn lưỡi cắt gỗ. Mở nắp ok ngoài sao, nghiêng được 1 chiều nha. Ok lại.
mở ngóc bên đây, xay được hai bên. Xay nhẹ nhàng, có nó có chiên bi kêu cọc 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 á. Dây thay mái dài luôn. Cặp tay đẹp. Lưỡi bọc kim đẹp không mẻ nha. Nó đen nhưng mà hợp kim thì lại đẹp. Lưỡi kim còn dày nè. Đó. Dày đều dày hết nha. Lưỡi lưỡi cắt gỗ nha mà. Cắt nhôm vẫn được nhưng mà nó không ngon lắm. Cắt tay nhẹ nhàng. Ép máy nha. Để mình nghiêng qua đây cho mấy anh xem lửa. Chạy không có lửa, lửa ngắn ngủn à. Nè anh coi kỹ lại nha, lửa ngắn nha. Một triệu mốt, mã số 7. Số 8 là anh có mặt của máy hải nha. Một trăm won, 1400W, 1.9 triệu. Biết máy nãy mình cho co tem chưa ta? Tem mấy anh thấy rồi mà, tem đẹp nha. Máy nãy là tem đẹp nha, quên cho co tem. 14A, 3800 vòng trên phút. Lưỡi 305 nha. Lưỡi 305. Máy nãy tem đẹp nha mấy anh. Gặt này. Bút này ra nha, bút lên nha. Con ốc này là con ốc thảm. Mấy anh muốn cắt gỗ dày thêm một phân nữa thì giật xiết cho nó con này chạy lên một phân nữa là cắt dày thêm một phân nữa nha. Hãm cắt độ dày của dán nha. Và ngóc này lên nhiều chút nữa là cắt được dày hơn chút nữa. Cặp tay lên xuống ngon là xay được hai bên nha. Máy lớn này nó không có nghiêng anh ơi, mấy anh ơi. Nó không có được nghiêng. Bó dây dài 15B à. Cho coi lửa, lưỡi. Lưỡi hợp kim đẹp. Lưỡi đẹp vậy đó nha.
Rồi lưỡi này đẹp đều vậy hết, không mẻ một gen nào hết trơn nha má. Xem lửa. Lửa ngắn nha, nè nhìn kỹ nha, máy lửa ngắn nha, nó có một tia vàng vàng dài ra chút để mình coi kỹ lại nha. Nó nhảy rồi le. Này công sức lớn là vậy. Nó có một tia vàng nhỏ à, không sao hết trơn nha. Lửa ngắn nha, coi kỹ đi, để mấy anh nói lửa dài mất công đó. Rồi nha, lửa ngắn ngủn rồi nha. Than nó sập rồi đó. Mã số 8 nha, 1.9 triệu. Số 9. Em này là kêu trượt quyền thoại 2.1 triệu nha. Lưỡi 216. Nhẹ nhàng. Đi trượt nhẹ nhàng nha. Nghiêng được một bên. Máy này đồ cắt chính xác dữ lắm á. Nghiêng qua nhẹ nhàng. Xây được 2 chiều. Nhẹ nhàng. Có viên bi cọc 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 cọc. Cái chỗ này là nước sơn nó nổ. Nhìn cái số không rõ lắm nên mình sơn bạc lại cho mấy anh thấy rõ nè. Thấy số rõ ràng hết nha, mới lên à. Xem lưỡi. Lưỡi 216 gỗ nha. Lưỡi đẹp. Rồi còn gì nữa không? Ở ngoài xa. Bên đây.
4.9 dòng, 11A, C8FB. Cho mấy anh xem thử. Máy chạy không có lửa nha mấy anh. Mã số 9 2.1. Mã số 10 2.1 luôn nha. Tem. Trượt nhẹ nhàng, đi dài luôn nha, trượt nhẹ nhàng. Nghiêng được bên. Xây được hai bên nè. Cọc 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 viên bi đây. Nhẹ nhàng hết. Mình vệ sinh vô mở bạc đạn vô mở hết trơn luôn rồi nha. Nhẹ nhàng ok hết. Lưỡi hi tai chi. Lưỡi đẹp, men đẹp, Hitachi, lưỡi màu xanh Hitachi. Cho xem lửa. Không có lửa nha mấy anh, lửa ngắn hết. Rồi mã số 10 là mình kết thúc clip. Cảm ơn mấy anh đã xem và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại clip sau.